Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm máy băm cây, hiệu quả và tiện lợi để chăm sóc vườn tươi tốt hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về máy băm cây động cơ xăng Takio TK65 từ hãng Takio, Việt Nam. Với công suất động cơ lên tới 7 mã lực và dung tích xi lanh 196cc, máy băm cây Takio TK65 có thể xử lý các loại cành, lá và cây một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều chỉnh độ rộng cây cắt từ 2 đến 8 cm, sản phẩm này có thể đáp ứng nhu cầu của bạn đối với